Những ngày qua, nhiều cơn mưa tại các tỉnh miền Tây giúp thời tiết mát mẻ, ruộng đồng bắt đầu có sức sống trở lại. Mùa mưa tới cũng là lúc nông dân rục rịch quay lại sản xuất vụ mới khi hạn mặn bớt căng thẳng. Tại tỉnh Kiên Giang, mưa làm nồng độ mặn ở các con kênh và sông nội đồng giảm xuống. Đến nay, trên sông Cái Lớn đoạn qua An Biên, Châu Thành có nồng độ mặn 9,13 phần ngàn. Kênh Nam Dần có nồng độ mặn 1,1 phần ngàn. Độ mặn giảm trung bình từ 2 đến 3 phần ngàn so với vài ngày trước đó. Nhiều người dân nuôi tôm cua biển ở xã Tây Yên A, huyện An Biên rất vui mừng. Mưa to giúp nồng độ mặn ở kênh sông được pha loãng, cua biển phát triển tốt và bán được giá. Những cơn mưa đầu mùa làm vùng hạn hán ở huyện Trần Văn Thời và một số nơi khác trong tỉnh Cà Mau thoát khỏi cảnh hạn mặn. Người dân ở vùng thiếu nước sinh hoạt cũng tranh thủ trữ đầy các lu khạp để dành sử dụng. Nước ngập các con kênh từng cạn trơ đáy làm cho các xuồng ghe có thể đi lại, tôm cua, cá thỏa sức bơi lội. Phát triển sau nhiều tháng nắng kéo dài làm kiệt nước. Các dòng kênh có nước làm giảm nguy cơ sụt lún sạt lở đất. Trên đồng, những cơn mưa đầu mùa làm đất tơi xốp, nông dân ý ới gọi nhau ra đồng cải tạo đất, chuẩn bị cho vụ mùa. Nhịp sống bắt đầu sôi động trở lại, rộn ràng khắp làng trên xóm dưới. Tại các tỉnh như Bến Tre, Tiền Giang, cây trái phục hồi, nông dân rục rịch xuống giống vụ mới. Nhiều nhà vườn tranh thủ những trận mưa trong thời gian qua để rải phân cho dừa, bưởi sau những tháng khô hạn khiến cây bị suy, xuống sức. Mưa xuất hiện liên tục cũng đẩy nước mặn ra khỏi nội đồng, hoạt động sản xuất của người dân trở lại như trước. Chiều qua, triều cường rằm tháng 4 âm lịch gây ngập nhiều tuyến đường tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại quốc lộ 50 đoạn qua huyện Bình Chánh bị ngập sâu, giao thông qua khu vực bị ùn ứ kéo dài. Nước dâng cao gây ngập nửa bánh xe. Nhiều người đi đường bất ngờ vì dù trời nắng và không mưa, nhưng đường vẫn ngập nước. Nhiều xe chết máy hoặc di chuyển khó khăn khi đi qua đoạn đường này. Việc buôn bán của người dân coi như ngừng hẳn vì nước ngập. Dòng nước đen kịt và bốc mùi hôi thối khiến người đi đường và nhiều hộ dân ở đây ngán ngẩm.